Đây là phi vụ đào tẩu ngoại mục nhất mà tôi từng thấy. 10 tù binh Liên Xô đã đánh cắp một chiếc máy bay chiến đấu của quân Đức từ trong trại tập trung được canh gác nghiêm ngặt, đồng thời đã thành công bay được đến vùng trời của Liên Xô. Nhưng bọn họ đã làm điều như thế nào vậy? Câu chuyện này được cải biên dựa trên một câu chuyện có thật của một phi công Liên Xô mang tên V2 Escape from Hell. Nam chính Ly Khai là một phi công hàng đầu của quân Liên Xô. Trong lúc chiến đấu, anh đã bắn hạ tổng cộng 8 chiếc máy bay chiến đấu của quân Đức, nhưng cho dù tài nghệ cao cường thì cũng phạm sai lầm chết người. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh lái chiếc máy bay L-7 đã bị máy bay của quân Đức bắn trúng. Máy bay của anh lập tức bốc cháy và dần dần mất kiểm soát. Vào lúc nguy cấp, anh đã đập tung cửa sổ, nhảy dù xuống thoát khỏi tay tử thần. Tuy nhiên, sau khi tiếp đất, anh đã bị binh lính Đức bao vây tứ phía. Sau đó, anh bị chúng đưa đến trại tập trung nghiêm ngặt, nơi được mệnh danh là vùng đất tàn sát tù binh Liên Xô nhất lịch sử. Sau khi thợ cắt tóc người Do Thái nhìn thấy giấy tờ tùy thân của anh, tổ chức chạy trốn. Phi công đối với người như anh sẽ bị đưa thẳng đến nơi hỏa táng đấy, bởi vì quân Đức sẽ dùng cách tàn độc nhất để trả thù các phi công Liên Xô từng ném bom chúng. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Ly Khai bị coi là cu ti chuyển đến đảo Isai của vùng cực bắc nước Đức, và căn cứ Pile buôn xe trên hòn đảo này chính là nơi sau này nghiên cứu ra tên lửa liên đạn đạo tác chiến đầu tiên trong lịch sử. Vừa chuyển đến đây, anh đã bị quân Đức dò khỏi thân phận, tên Nikitenko. May mà thợ cắt tóc người Do Thái đã đưa cho anh một giấy tờ tùy thân của một binh lính người Ukraine đã tử trận. Nhờ đó, Ly Khai được mạo danh người này nên mới thoát được nguy hiểm. Có điều cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì nơi này chỉ có hai loại người, bọn khốn kia và tính mạng của bọn mày thuộc về đế quốc đó, hiểu chưa? Trong cái trạm này chỉ có hai loại người, đó là người sống và kẻ chết. Chả mấy chốc, Ly Khai đã thấm thía một điều, nơi này không thể nào sống sót rời đi được. Nhìn máy bay ném bom của quân Đức đậu trong sân bay, là một phi công gan dạ, trong đầu anh xảy sinh suy nghĩ bỏ trốn khỏi đây. Tuy nhiên, không chỉ một mình anh có suy nghĩ táo bạo này. Trong một lần đi lao động khổ sai, anh phát hiện ra vài người anh em đang có âm mưu bỏ trốn bên bờ biển, trong đó có một tên chó săn của quân Đức đang làm lính trông coi ở đây. Bọn họ đang âm mưu chuẩn bị đánh cắp tàu tuần tra, sau đó lái đến hòn đảo khác. Có điều kế hoạch này quả thật chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết. Sau khi biết Ly Khai từng là một phi công của Liên Xô và cũng đang muốn trộm máy bay rồi bỏ trốn, thế là họ đã quả quyết đồng ý cho anh gia nhập bọn. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, Ly Khai chưa hề có kinh nghiệm lái máy bay của quân Đức, do đó anh cần phải tiếp cận sân bay để tìm hiểu thông số kỹ thuật trong khoang lái của loại máy bay này. Cho nên dưới sự giúp đỡ của chó săn, trong lúc phân công địa điểm lao động, họ đã được sắp xếp đến nơi sân bay quân Đức đang nghiên cứu ra tên lửa V2. Trong trại tập trung canh gác nghiêm ngặt này, nhiều tù binh Liên Xô đang chuẩn bị đánh cắp máy bay chiến đấu của quân Đức. Họ có thể làm được không? Câu trả lời là họ đã là được thật đấy. Nhân lúc lính canh đang dùng bữa trưa, họ đã bắt đầu lên kế hoạch để đột nhập vào kho của máy bay. 1 phút hạ gục tên lính canh duy nhất, 1 phút chôn thi thể và thay quần áo xong xuôi, 1 phút đột nhập vào kho máy bay kiểm tra nguyên liệu. Nhưng tính đây, Ly Khai đã nhận ra rằng không đủ thời gian. Trong khoang lái toàn là tiếng Đức, tôi cần phải có thời gian để hiểu nghĩa. Quan trọng là sau 3 phút sẽ có đội tuần tra đi tới, vì thế thời gian đó hoàn toàn không đủ khởi động máy bay. Cho nên anh chàng chó săn đã xin quân Đức được làm việc tại một đường hầm bỏ hoang bên ngoài căn cứ, và chỗ này vừa hay có một cái xác máy bay chiến đấu giống y hệt cái đang đậu trong kho. Ly Khai đã nhân cơ hội này đi vào trong khoang lái của xác máy bay và tháo hết toàn bộ nhãn tên chỉ dẫn ở bên trong ra. Trong những ngày sau đó, anh đã bắt đầu ghi nhớ cái nhãn tên biểu thị trên đó và tranh thủ quan sát động tác của quân Đức khi chúng lái máy bay. Anh tận dụng tất cả cơ hội có được để nghiên cứu thao tác chi tiết của loại máy bay của quân Đức. Tuy nhiên, những người khác dường như lại không có lòng tin vào anh. Tụi mình không thoát được rồi, cậu không thể học cái nhãn chết tiệt như kia được đâu. Có điều so với bị hành hạ đến chết ở đây, họ cuối cùng cũng đặt cược một phen. Ngày hôm sau, họ dựa theo kế hoạch nhân Đức đại đa số lính canh đi ăn trưa để chuẩn bị ra tay. Nhưng giây phút khi chó săn lấy búa đập chết lính canh thì căn cứ quân Đức bất ngờ bị tập kích. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ly Khai trốn vào một góc âm thầm cầu nguyện cho chiếc máy bay trong kho đừng bị nổ tung. Nhưng cuối cùng vẫn có một quả bom rơi xuống ngay vào nhà kho chứa máy bay. Điều may mắn là quả bom đó không hề phát nổ. Thưa ngài quan chỉ huy, thằng khốn đừng có mà động tay động chân, cho hắn qua đây. Thưa ngài, tôi có thể thoát gỡ quả bom kia xuống, hãy để tôi làm. Hắn nói hắn có thể thoát được quả bom xuống, tại sao mày lại muốn giúp bọn tao? Ly Khai lấy cái cớ là mình rất đói muốn được đổi thức ăn. Cuối cùng anh đã được cho phép trèo lên gỡ quả bom xuống. Dưới sự giúp đỡ của những người khác, quả bom đó đã được gỡ xuống và Ly Khai cũng lần đầu tiên được nhìn rõ kết cấu bên trong khoang lái của máy bay chiến đấu của quân Đức. Cho đến vào ngày sau, họ quyết định thực hiện kế hoạch lại một lần nữa. Kế hoạch cũ vẫn không đổi. Trong thời khắc những người khác đi ăn, anh chàng chó săn liền đi tới trước mặt tên lính canh duy nhất.
Mọi người thấy vậy liền xông lên trợ giúp, họ không đủ dinh dưỡng nhào đến, người thì ôm chân, người thì ra sức giữ tay, bọn họ phải cố gắng hết sức lực mới có thể hạ gục được một tên lính. Sau đó một người trong số họ vội vàng thay đồ của lính canh, xong xuôi bọn họ loạng choạng đi vào bên trong kho chứa máy bay, tuy nhiên ly khai vì thời gian dài và không đủ dinh dưỡng liền đứng còn không vững, chứ đừng nói đến việc lái một chiếc máy bay chiến đấu mà anh chưa từng lái bao giờ. Vào tù binh Liên Xô đã tiêu diệt một lính canh của quân Đức trong trại tập trung, họ chuẩn bị lái máy bay chiến đấu của quân Đức để trốn thoát khỏi đây, tuy nhiên phi công ly khai lúc này ngay cả đứng cũng không nổi, những người còn lại thì sốt ruột thôi thúc anh mau khởi động máy bay đi, cậu có biết lái không thế, sắp có người đến rồi kìa, chết tiệt mau, có chuyện gì vậy, bình ắc quy, mau đi tìm bình ắc quy đi, em, nó có hình dạng thế nào thế, trong hoảng loạn họ cuối cùng đã tìm thấy bình ắc quy của máy bay, và thành công khởi động được động cơ. Tôi sắp thả phang ra đấy, ừ thả mau lên, tại sao không động đậy thế này, tôi thấy bánh xe bên dưới bị hóa rồi, mau xuống tháo khóa ra đi, vật lộn cả ngày trời máy bay cuối cùng cũng đã chậm chậm lăn máy đi ra khỏi nhà kho, nhưng điều khiến họ bất ngờ là, vài tên lính canh ở cổng và trên mái dường như đều không phát hiện ra họ, có lẽ chúng không thể ngờ được rằng, trong căn cứ được canh gác nghiêm ngặt này, tù binh của mình lại có thể máy bay của mình đi, vậy là chiếc máy bay đã chậm chậm trượt ra tới đường băng, ai ngờ nhân viên báo tín hiệu lại ra hiệu không thể bay, nhưng ly khai lúc này đã hoàn toàn chẳng quan tâm nhiều đến vậy, anh vẫn trực tiếp tăng tốc độ lao về phía trước. Vì không biết cách điều khiển chính xác, cho nên máy bay trượt đến cuối đường băng vẫn không hề cất cánh bay lên. Lúc này quân Đức đã phát hiện ra bọn họ, hàng loạt lính canh đang tức tốc đuổi theo, một chiếc ô tô đã mau chóng rượt đuổi ra đến đường băng máy bay. Bọn họ lúc này đã không còn đường lui, mà chỉ có thể bất chấp tất cả để có thể cất cánh lại một lần nữa. Dưới sự chặt đường truy đuổi rất sát sao của quân Đức, vào giây phút cuối của đường băng, 5 người bọn họ đã hợp sức đẩy cần gạt đưa máy bay cất cánh bay lên. Có điều chẳng mấy chốc một chiếc máy bay chiến đấu của quân Đức đã đuổi kịp họ, hai bên ngay lập tức nổ ra một trận chiến oanh liệt. Trên không, tiếp sau đó một bên động cơ máy bay của họ đã bị bắn trúng và bốc khói đen nghi ngút, ngay lúc tên Đức khóa mục tiêu chuẩn bị bắn hủy một bên động cơ của máy bay còn lại của họ, thì may mà vũ khí của chúng bị mắc kẹt, tuy nhiên hắn ta không hề có định tha chết cho họ, hắn đã điều khiển máy bay bay lên trên để định tông họ từ trên xuống. Ly Khai đã thấy vậy đã bảo những người khác tháo súng máy ở phía trước máy bay của mình ra, sau đó chĩa súng bắn xả lên từ nóc máy bay, nhờ đó mà máy bay của quân Đức bị bắn trúng và lập tức bị rơi xuống dưới. Vậy là 10 tù binh Liên Xô đã thoát khỏi địa ngục trần gian như vậy đấy, nhưng lúc bọn họ bay đến vùng trời của Liên Xô thì lại gặp đợt tấn công mãnh liệt của súng phòng không của Liên Xô từ dưới mặt đất, dù gì thứ họ đang lái là một chiếc máy bay chiến đấu của Đức cơ mà cuối cùng một bên động cơ còn lại cũng đã bị bắn trúng, máy bay nhanh chóng rơi tự do xuống. Cuối cùng dựa vào kỹ năng lái máy bay cao cường của Ly Khai, sau khi máy bay tiếp đất thì chiếc máy bay không hề bị vỡ vụn. Bộ phim kết thúc với một cái kết rất đẹp, nhưng trong sự kiện có thật ngoài thực tế, lãnh đạo Liên Xô không hề tin tưởng những tù binh này, rằng họ sao có thể lái một chiếc máy bay chứa đựng thông tin quan trọng của quân Đức về được đến đây. Lãnh đạo cho rằng nếu không có người Đức hợp tác thì những tù binh này sẽ không làm được. Ly Khai cũng bị nghi ngờ là gián điệp cho quân Đức phản bội lại tổ quốc. Anh đã bị lãnh đạo Liên Xô tiến hành thẩm vấn đến hết lần này đến lần khác và những người còn lại cũng đã bị cử ra tiền tuyến để trừng phạt. 5 người trong số đó đã tử trận. Có đến 12 năm sau lãnh đạo Liên Xô đã phục hồi lại danh dự cho Ly Khai và nhiều lần trao tặng danh hiệu anh hùng cho anh. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!